Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Nụ, sinh năm 1991, trú tại thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2024, Công an huyện Phù Cử phối hợp với Công an xã Minh Tân phát hiện Lưu Thị Nụ bê một hòm tôn được khóa bên ngoài có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, bên trong hòm có số tiền 5 triệu 370.000 đồng, Nụ khai vừa trộm cắp tại nhà bà Đỗ Thị Tê, sinh năm 1929 ở xã Minh Tân. Lực lượng công an còn thu giữ một túi vải có 455.000 đồng, Nụ khai trộm cắp của bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1951, cũng ở xã Minh Tân. Tại cơ quan điều tra, Nụ khai nhận, vào ngày 22 tháng 5, đối tượng điều khiển xe mô tô đi xung quanh các thôn thuộc xã Minh Tân để trộm cắp tài sản, nhắm vào các gia đình có người cao tuổi. Khi đi qua nhà bà S và bà T, Nụ đã đột nhập trộm cắp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nụ, công an thu giữ một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. Nụ khai nhận đã trộm cắp cùng một chiếc camera an ninh và số tiền 15 triệu đồng tại nhà bà Bùi Thị L ở xã Quang Hưng. Được biết, Nụ từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Cử đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.